Ở tuần 13, cô đã giới thiệu với các em 4 địa điểm du lịch tìm hiểu lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh. Các em còn nhớ đó là 4 địa điểm nào không? Đó chính là Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng, Nhà thờ Đức Bà và Nhà hát thành phố. Giáo dục địa phương 6 tuần 14 này, cô sẽ tiếp tục giới thiệu với các em 4 địa điểm còn lại. Các em hãy quan sát 4 hình ảnh sau đây và các em có nhận ra được đây là những địa điểm nào không? Thì đó chính là Bưu điện thành phố, chợ Bến Thành, chợ Lớn và địa đạo Củ Chi. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về Bưu điện thành phố. Đây là một địa điểm thu hút khách du lịch khá đặc biệt. Bưu điện trung tâm là bưu điện lớn nhất Việt Nam. Khác với các công trình kiến trúc đậm nét Pháp ở trên, bưu điện trung tâm Sài Gòn có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với châu Á, được xây dựng từ năm 1886 đến 1891. Bưu điện với mái và cửa sổ vòm gợi nhớ đến các trạm xe lửa đầu tiên ở châu Âu. Ở đây, các em có thể thấy một chân dung lớn của Bác Hồ trên cao đang nhìn xuống. Mặt tiền của bưu điện được trang trí những bảng tên một số danh nhân Pháp, cùng một số ô vuông trang trí được tạo hình quen thuộc. Phía trước ngôi nhà trang trí theo từng ô hình chữ nhật, trên đó ghi danh những nhà phát minh ra ngành điện tính và ngành điện. Trên các ô có đắp hình người đội vòng nguyệt quế cùng chiếc đồng hồ lớn. Phía dưới đồng hồ vẫn còn lưu giữ năm khởi công xây dựng và khánh thành của tòa nhà. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về một ngôi chợ nằm ở khu vực trung tâm thành phố, đó chính là chợ Bến Thành. Đây không chỉ thuần túy là nơi buôn bán, gần 100 năm qua, chợ Bến Thành đã trở thành một chứng nhân lịch sử, chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của thành phố, là bộ mặt kinh tế nói lên sự phát triển của một thành phố thương mại lớn nhất nước và là điểm giao hòa giữa Sài Gòn xưa và nay. Chợ Bến Thành nằm ở cửa Nam, nơi giao cắt giữa các con đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn và công trường Quách Thị Trang, phường Bến Nghé, quận Nhất, và là ngôi chợ lâu đời nhất tại đây. Biểu tượng nổi bật nhất của chợ chính là hình ảnh đồng hồ ở ngay cửa nam của ngôi chợ, tựa như đồng hồ Big Ben ở London. Chợ có 1.437 sạp, 6.000 tiểu thương, 11 doanh nghiệp với 4 cửa chính và 12 cửa phụ tỏa ra 4 hướng. Chợ Bến Thành được xem là chợ bán lẻ quy mô nhất, theo nghĩa có thể tìm thấy tại nơi đây đủ thứ mặt hàng, từ bình dân đến cao cấp, đặc biệt hàng thực phẩm thuộc loại chọn lọc nhất. Ở đây không thiếu một thứ gì, từ củ hành, trái ớt, mớ rau, con cá, đủ loại hoa quả mùa nào thức nấy, cho tới bánh kẹo, vải vóc, giày dép, túi xách, đồ điện, điện tử, hàng lưu niệm. Các em đã từng bao giờ được ghé thăm chợ Bến Thành chưa? Kế đến, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về chợ Lớn. Chợ Lớn chính là trung tâm thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Lớn là tên của khu vực đông người Hoa sinh sống nằm ven kênh Tàu Hủ, trải dài từ quận 5 và quận 6 ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này trước kia lập thành một thành phố riêng biệt với Sài Gòn, gọi là thành phố Chợ Lớn. Trong những năm 1930 đến 1950, do quá trình đô thị hóa,
Sài Gòn và Chợ Lớn dần dần sáp nhập lại với nhau. Chợ Lớn đã hình thành từ mấy trăm năm nay, chứng kiến bao thăng trầm của thành phố, đi qua vô số thời khắc lịch sử quan trọng. Mặc dù không xa hoa tráng lệ nhưng nơi đây vẫn khiến du khách nao lòng vì nét hoài cổ. Những ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng ẩn chứa bên trong là bao câu chuyện lịch sử vui buồn. Đến Chợ Lớn, người ta như được thấy Sài Gòn ngày trước, một viên ngọc viễn đông vang danh thế giới. Tại Chợ Lớn còn lưu giữ nhiều công trình có giá trị văn hóa lịch sử như Chùa Bà Thiên Hậu, Nghĩa An Hội Quán, Đình Minh Hương Sa Thạnh, Hội Quán Tuệ Thành, vân vân. Đây đều là những địa điểm du lịch nổi tiếng. Và hình ảnh dưới đây chính là hình ảnh của Chùa Bà Thiên Hậu cổ kính. Và địa điểm cuối cùng cô giới thiệu với các em đó chính là địa đạo Củ Chi. Địa đạo Củ Chi cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Đây là nơi khu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến ác liệt suốt 30 năm. Địa đạo Củ Chi là công trình kháng chiến dưới lòng đất công phu và hoành tráng nhất của quân dân miền Nam. Di tích này là một trong những phát minh khiến thế giới, quân đội Mỹ Ngụy phải kinh ngạc và khiếp sợ. Địa đạo có tổng chiều dài các đường hầm lên đến 200 km. Bên trong là hệ thống đường hầm, cơ quan mật đạo, phòng họp, phòng chỉ huy, phòng nghỉ. Sau bao nhiêu năm, địa đạo Củ Chi vẫn hiên ngang tồn tại. Đây là niềm tự hào của quân dân miền Nam. Hiện tại, địa đạo Củ Chi là địa điểm du lịch thu hút rất đông khách. Địa đạo Củ Chi có hai điểm tham quan, đó là địa đạo Bến Dược và địa đạo Bến Định. Các em hãy một lần thử đến tham quan địa đạo Củ Chi nhé các em. Về nhà, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Trong 8 địa điểm du lịch tìm hiểu lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh mà em đã được xem trong video tuần trước và tuần này, em đã từng đi đến hay thích nhất địa điểm nào? Phát biểu cảm nghĩ của em về địa điểm đó. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau.